Xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì Minh Vũ xin được giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một mẫu loa của Italy, một thương hiệu rất nổi tiếng của CAF. Ở đây thì Minh Vũ đã tháo sẵn ra rồi để quay cho mọi người xem nó đỡ tốn nhiều thời gian. Đây là mặt e căng của loa nhé. Loa thì từ hình thức cho đến nội thất bên trong rất đẹp. Bên Minh Vũ thì chuyên về những cái thiết bị âm thanh, những cái đồ hàng bãi xịn đấy mọi người nhé. Có rất là nhiều anh em đi mua loa thì chúng ta cũng không biết nhiều, nên cần phải lựa chọn kỹ, tìm hiểu những đơn vị uy tín để mà mua. Loa bãi thì có rất là nhiều loại loa bãi các bác nhé. Và hàng bãi thì nó cũng có hàng nhái, hàng xịn. Đó. Em thì chuyên bán những cái đồ xịn, em không bán mấy cái đồ nhái. Thế nên trong clip này thì sẽ giới thiệu cho các bác quay thật là kỹ và báo giá đến toàn thể các bác và anh em một mẫu loa CF Bass 30 này. Nó đều sử dụng Bass Check Driver của Italy các bác nhé. Đấy. Cái loa này ấy, thì công ty của nó đặt tại Trung Quốc. Đấy. Còn Bass Check là nó nhập khẩu của Italy các bác nhé. Đó. Thương hiệu CF thì quá nổi tiếng rồi. Các bác lưu ý trên thị trường có cả hàng nhái cái loại này nhé. Cái bát 18 sao cũng có cả hàng nhái nhé. Lát nữa thì em sẽ quay chi tiết và nói rõ hơn. Khi các bác đi mua loa này, cái model này là model W12P các bác nhé. Thì anh em cũng cần phải xem loa nó có còn zin hay không. Đó. Loa đã bị làm lại chưa? Khi chúng ta đi mua loa bãi hay loa mới chăng nữa, cái loa ấy mà nó đã làm lại côn rồi thì nó sẽ mất cái giá trị và chất âm nó sẽ không còn được hay như loa zin nguyên bản. Cái này chúng ta phải lưu ý nhá. Đấy. Cái quan trọng nhất, côn, màng. Đấy. Màng không được gãy, màng phải nguyên bản, không được thay. Côn cũng vậy, phải là zin. Đó. Thì loa nó mới hoàn chỉnh, nó mới hay được. Còn khi mà đã lại làm lại này, nhiều khi rẻ chúng ta cũng không muốn mua. Với những cái đôi loa như này thì các bác chưa gặp bao giờ, thì nếu xem được video này, hãy dành một chút thời gian ra để theo dõi, để chúng ta có cái kinh nghiệm. Sau này chúng ta có đi mua thì mình sẽ lựa chọn được những đôi loa hàng xịn với cái mức giá tiền hợp lý. Thậm chí là ví dụ có những cái đôi loa đẹp hơn như thế này ở những nơi khác người ta bán cái giá rẻ hơn, thì các bác hãy tận dụng cái cơ hội để mua. Đây, bây giờ em sẽ quay cái này thì em tháo lắp rồi nhé. Đây. Em tháo sắt ốc rồi cho mọi người xem cả cái côn. Cái côn này cũng rất là quan trọng nhé anh em nhé. Nhiều khi anh em mua chỉ để ý đến cái bát mà chúng ta không để ý cái tép. Cái côn tép này rất quan trọng. Bát 18 sao rất nổi tiếng, nó được lắp ở rất nhiều dòng loa tên tuổi cao cấp ở trên thế giới, made in Italy nhé mọi người nhé. Đây này, loa xịn nó phải như này. Bên trong này thì nó có còn 4 con ốc nữa. Khi mà chúng ta tháo 3 con ốc bên ngoài, bên trong nó có 4 con nữa. Thì cái này thì Minh Vũ đã tháo rồi. Khi anh em nhấc ra thì phải nhấc nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chúng ta muốn kiểm tra côn, nhiều khi nhấc quá tay là nó mạnh tay, nó lệch đi, là côn nó bị méo đi, là nó hỏng. Đây là cái côn nhôm dây dẹp các anh em nhé. Côn nhôm dây dẹp đó, rất đẹp luôn. Đấy, có nhiều anh em còn chưa biết côn loa xịn Italy nó như thế nào thì clip này thì hãy xem thật kỹ nhé. Em quay rất là nét đấy ạ. Đây này, bên trong này nó còn vòng đệm này. Đó, đây nó có côn zin nhá. Nhớ đây nó có chốt ở đây này, anh em phải xoay đúng cái đầu chốt xong khi mà đặt vào cũng thế. Đặt nó khéo khéo xong rồi mình xoay nhá. Rồi. Thì cái loại này thì em không có nhiều, em có muốn cặp thôi. Thì cũng muốn cái clip này em quay cho mọi người xem để mình còn đi mua lựa chọn được những cái đôi loa xịn, cũng như là biết được là cái côn zin nó như thế nào. Đó. Nó đẹp lắm. Đây kể cả cái vòng đệm của nó cũng làm không biết là bằng cái chất liệu gì mà vàng chóe chọe luôn. Đây, anh em nhìn côn xịn nó sướng không? Đó.
cái côn này rất quan trọng. Còn cái sắt từ này, anh em nhìn này, có nhiều con thì nó kiểu là nó kiểu là bị mô kiểu mốc mốc mốc, nhưng cái này thì không ảnh hưởng nhá. Cái này thì anh em có dùng cả đời cũng không hỏng được đâu. Quan trọng là cái côn này, côn nó phải còn zin. Đấy, khi anh em đặt vào nhé, đặt nhẹ nhàng thôi. Rồi, bây giờ đến cái bát nhá. Bát này thì nó rất là nặng. Bát này thì mình Vũ sẽ nhấc ra cái đoạn này cho nó dễ quay. Bát rất nặng. Đấy, cái bát này trên thị trường cũng có hàng nhái anh em nhé. Và cái tem này thì anh em cũng đừng để, đừng chú ý quá nhiều đến cái tem. Tem này hàng nhái thì nó vẫn in được nhé. Đấy. Nhưng mà nhìn cái bát xịn nó chất lắm. Từ lâm châm nó đen sẫm luôn. Và màng của nó này, màng này thì nó đóng số, nhưng mấy con hàng nhái thì nó vẫn đóng số. Đây, nhưng mà nhìn vào đây này. Cái dâu nhện này này, cái dâu nó đan thẳng xuống nhện luôn. Và anh em nhìn cái keo của côn của nó nhá. Đây, keo nó như thế này nhá. Những keo của côn này của nó là keo dạng kiểu keo AB ấy, keo cứng ấy. Keo của hãng nó rất cứng, kể cả cái keo ở phần nhện nhá. Rất cứng luôn. À, loa này khi mà có làm lại ấy, thì gần như là sẽ cắt nhện. Và màng này cũng bỏ nhá. Đấy. Tại vì cái keo này nó không giã được. Keo này keo cứng mà. Kể cả cái keo viền ở gần hình thế. Keo cứng hết các bác nhá. Và keo ở phần lón này cũng là keo cứng nha mọi người nhá. Đó. Đây là một cái loa zin nhá, loa zin nguyên bản chưa sửa chữa. Anh em nhìn màng này. Màng vẫn xanh đét luôn. Đấy. Anh em phải để ý màng này sao nó có bị gãy không nhá. Mua loa bãi mà chúng ta gọi là nhìn những cái đôi loa mà nó gãy màng rồi, tốt nhất là thôi. Bỏ không mua. Đấy, quay nốt cái này. Bát rất nặng nhưng mà hay lắm, loa này thì nó thật là nó đáng đồng tiền bát gạo. À, em cũng xin báo giá luôn toàn thể các bác. Loa này em bán là 12 triệu 500 nghìn một đôi thôi nhé. 12 triệu 500 nghìn một đôi. Cam kết zin nguyên bản cho anh em. Và ở clip này thì quay rất là chi tiết, anh em lấy kinh nghiệm và chúng ta đi xem một cái đôi loa zin. Đấy. Đôi loa zin này. Chất không? Màng xanh đét luôn. Tất cả những cái keo lón, rồi là keo nhện, keo cổ côn, rồi là keo gân các thứ là keo độc quyền của hãng. Keo này thì không có thợ nào mà giã ra được, chỉ có cắt thôi, bỏ đây nếu loa đã bị làm lại anh em nhé. Đấy, hai quả bát rất đẹp. Giờ quay phần tần đây. Phần tần thì rất là chất anh em nhé. Phần tần độc quyền của CIS rồi. Và đây cũng có một cái cục tăng này để gạt chế độ tăng giải chung check. À, phần tần của CIS thì nó độc quyền rất đẳng cấp rồi. À, thùng là thùng sơn cát anh em. Một đôi loa rất đẹp. Mức giá là 12 triệu 500 nghìn. Loa này thì mới rất là nhiều tiền anh em nhé. Mới rất là đắt tiền. À, chỉ có hàng đã qua sử dụng mà nó còn đẹp như này mới có mức giá như này các bác nhé.